một phần combo vô cùng hấp dẫn. Hãy cùng thưởng thức với Coca-Cola để cho các món ăn của chúng ta thêm trọn vẹn. Và bây giờ hãy cùng đến với món quà tặng dành cho bạn nhỏ. Xin mời. Rồi, chào xin mời, sẽ là món quà tiếp theo. Rồi, và chúng ta sẽ dành tặng cho cô. Xin mời, dành tặng cô. Ba bạn nhỏ của chúng ta sẽ cùng đến với món quà tặng tiếp theo. Không được bạn đặc biệt của chương trình với rất nhiều phần quà tặng vô cùng hấp dẫn. Và bây giờ xin mời. Xin chúc mừng. Và bây giờ xin mời người tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng đến với món quà tặng của chiếc máy Coca-Cola thần kỳ dành tặng cho bạn. Đó chính là một phần quà tặng vô cùng hấp dẫn. Hãy cùng hồi hộp chờ đợi với chúng tôi để xem đây sẽ là món quà tặng gì đấy nhỉ. Và không biết được rằng đây có phải là một món quà là combo khổng lồ hay không. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với món quà tặng của bạn. Và xin chúc mừng một phần combo Tuki khổng lồ và rất nhiều Coca-Cola để cùng thưởng thức cho món ngon tê trong tình huống ạ. Rồi, xin mời bạn người tiếp theo. Xin chúc mừng. Với phần combo Tuki khổng lồ này của chúng ta thì bạn có thể cùng thưởng thức với rất nhiều những người bạn của mình. Và xin dành các bạn. Và bây giờ chị muốn nhận đồ ăn đây là gì ạ? À, chúng ta đều có những phần quà tặng rất đặc biệt khi đến với chiếc máy Coca-Cola thần kỳ. Và chúc mừng chị ạ. Và một chậu hoa rất đáng yêu. Và món quà gì tiếp theo đây? Chúng ta sẽ cùng hồi hộp chờ đợi và đến với món quà tặng đặc biệt. Đó chính là một chiếc áo Coca-Cola. Hãy cùng đến với kỷ niệm của chúng tôi dành tặng cho bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với món quà tặng của Không Giờ Vàng này dành tặng cho bạn gái xinh xắn. Rồi, xin cảm ơn bạn. Xin mời chị đến tiếp theo. Sẽ là món quà gì đây? Chúng ta hãy cùng ngồi lòng chờ đợi. Rất nhiều những phần quà tặng hấp dẫn sẽ mang đến cho tất cả mọi người những trải nghiệm thú vị và tuyệt vời. Rồi, xin cảm ơn và dành tặng chị. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ cùng đến với món quà tặng của mình. Rồi, xin dành tặng một phần Tuki, một món ăn đến từ đất nước Hàn Quốc. Và có vẻ như là các bạn nhỏ của chúng ta sẽ rất là yêu thích cái món ăn của đất nước Hàn Quốc đúng không nào? Xin dành tặng một chiếc áo Coca-Cola. Xin mời, xin dành tặng. Em sẽ mong muốn nhận được gì? Rồi, rất nhiều phần quà tặng đó là chúng ta sẽ có thể có đồ ăn này, đang có gấu bông này, hay là những phần quà kỷ niệm. Rồi, một combo đồ ăn vô cùng hấp dẫn. Và món quà gì chắc là những bạn có chú ý ạ, hãy cùng chờ đợi. Khi chiếc passport của chúng ta được chuyển ra thì hãy cùng nhấn nút ạ. Và xin chúc mừng chú. Đã là chú và cảm ơn chú rất nhiều. Rồi, xin mời bạn. Rất là nhiều phần quà tặng vô cùng hấp dẫn cho các nào. Chiếc máy Coca-Cola thần kỳ sẽ mang đến cho chúng ta những bất ngờ vô cùng thú vị và đặc biệt. Hãy cùng nhìn với món quà của bạn. Xin mời. Anh nhà bạn mình chấm ngay kỷ niệm. Rồi, xin mời người tiếp theo. Và đây sẽ là một phần đồ ăn hấp dẫn hay là một món quà kỷ niệm đây. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Rồi, xin chúc các bạn. Rồi, xin mời anh người giúp nhau sẽ đến với lực may mắn của mình. Máy Coca-Cola thần kỳ sẽ mang đến cho chúng ta món quà gì? Hãy cùng ấn nút ạ, xin mời. Và một combo mở quấn theo hoa và vô cùng hấp dẫn. Và quý vị thân mến, ngày hôm nay ẩm thực của chúng ta là ẩm thực đường phố châu Á với rất nhiều các món ăn từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan cho tới Việt Nam. Và bây giờ xin mời bạn gái chúng ta sẽ đến với món quà của mình. Rồi, xin mời.
Và món quà tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng chờ đợi. Đó chính là... Xin chúc mừng! Nhà mình với một combo đồ ăn vô cùng hấp dẫn nha. Xin cảm ơn. Và bây giờ đến tiếp theo, xin mời.